Ok, nha. Thử xem bóng đen nó đắt như nào. Câu hỏi tiếp theo là anh có hứng thú anh không 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 chắc chắn không rồi. À, một lựa chọn vô cùng trong sáng, cô lọ có là bài kèn đấy. Vai trò của em đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại. What the fuck? Bỏ đi cái gì đấy? Một nắm vào nằm. Nếu anh nghe hết lời của Chúa, hãy đi đi và mang ánh sáng tới thế giới này. Đây là mở cửa đó. Ê, mở cửa. Ê, ôi. Chìa khóa một tối. Ê, lè 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 lè, ui, ngại quá. Quá, ngại quá. Gì? Dễ nữa, ngại quá. Chạy, nó chết mẹ rồi. Lận đồ tể xuất hiện. Cửa máu tụt đau quá chết mấy năm 10 linh hồn được tìm thấy phải quá phải phàn được nhìn thấy quá ta sẽ gặp nhau ở đó ở cái đụng mẹ nó dẫn thôi đi ô nó đi vô mình đó giờ thì nó lấy nào vậy quá không lòng này hả. Ủa quá nóng nóng quá không cơ thể tôi đang bốc cháy ui không 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 tôi chưa thể nào chết tôi không thể chết tôi không muốn chết nó không thể lại chúa wow nằm luôn à mình giờ mình đánh con này à. Chết luôn mà mẹ mình phải nhìn chiên chết nó nhiều lần nữa rồi mẹ mình mới tạo ra cứ lỗ tao không nói điều này có đồng hợp chúng ta sẽ thảo luận lại sao tạo chết mẹ thôi. Tuyệt vọng một nhìn chiên chết lần nữa à. Hay quả ngạc rồi chứ. Làm gì vây á. Xem nữa. Răng ui nhầm nút rồi ông mẹ mình đã xem chiên chắc lần nữa tao giờ đây là đòn nó gồng đúng không cái định mấy cái gì đấy tự nó gồng ok lần thứ tư. Tiền anh ná là ri là ri đâu gồng rõ ràng là lần này đâu gồng này đâu hồi nãy có đây đâu gồng ba nó đến ná giờ là Barry giờ thì Barry tiếp Barry được Jack chạy kịp Barry mày ngu tôi làm đó
kịp mai của mình chạy nhanh. An toàn thì như nào đây? Của mình chạy kịp. Yes. Yes. Ý gì? 8.000 linh hồn được tìm thấy. Đóng quặng được tìm thấy. Linh hồn ra được tìm thấy. Kiếm rồng được tìm thấy. Kiếm rồng á? Ủa, mình được kiếm rồng luôn á. Wow. Mọi người về đây. Ở đây giết hay không giết thì cũng về đây á. Đốt lửa chạy á, lửa chạy cái nào vậy? Mà lửa chạy cái nào đấy? À cái này đấy hả? Mà nó lửa chạy nhìn như khúc gỗ ấy, bực thế. Lửa chạy nhìn như khúc gỗ. Gỗ không cái mấy gỗ cái cạnh nó cái cạnh bị ra hư xuống cái đất ấy. Trắng và nhớ. Ừ. Phốt trắng và nhớ. Anh tự do, ý anh là nếu không thích ai, anh có thể giết họ. Nếu có một cô gái anh thích, hãy đào đoạt lấy cô ta bằng vũ lực. Ồ, chiều gỗ. Ở đây. Ở đây. Ủa mày. Mày tên gì? Họ hàng mày đâu? Địa chỉ mày đâu nữa? Nhanh lên. Tiền đâu? Không, không thử. Hả? Hoa yêu xuất hiện. Được quan sát được không? Một hit nó né rồi. Một hit cho năm. Ôi con ma mày. Tiên hắc ám. Má mày. Nhìn như cái đồng bùi vậy. Nó né. Cảm ơn. Một NPC này nói chuyện hai lần á. Kể thử năng clip đi. Cho linh hồn mình có 800. Không, mình không cho clip đâu. Mình muốn đặt đứa nào xinh xinh hơn. Vượt qua màn xương. Cái đợt quay xếp rồi. Một vài. Căn nhà bánh kẹo này, ngon phải không? Retro. Và chúng ta đã nhốt một vụ thị xấu. May mắn thật. Không đời nào chúng ta sẽ đóng đến mạng. Và ai đã bỏ rơi chúng ta? Cái gì? Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào nhà của chúng ta? Ồ, ngươi hẳn là một món trắng miệng, một sự thật tuyệt vời. Có màn xương là có bốt. À, ok, giống đắc sâu. Chúa, cảm ơn ngươi vì đã cho chúng con thức ăn. Chúng con rất hạnh phúc. Ê, mà nói ai thức ăn là ngủ. Đến giờ ăn rồi. Ôi, bọn mình sao thế? Hôm nay là ngày chúng ta. Không, không chỉ hôm nay, ngày mai, ngày kia, mãi mãi chúng ta sẽ được đăng cho một số phận thật may mắn. Để giờ rồi, ghé theo. Để lắp đài bao tử, chúng ta chiến đấu. À, thuộc là gì đây, chị hồi lý bao tử nè. Những đứa nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Hãy nhanh lên và cưa mang chúng. Bài clip vừa vô gần cháy được mà, mình cười thật. Mà clip yếu thế. Ở đây không chạy được. À clip là ma thuật à? À cái đường này. Nó có ma thuật không? Nó có ma thuật. Còn này trao thế. Soul Arrow. Kiểu làm xịn đấy. Ra là sốc quay á. Ra là sốc quay. AOE. Má thôn. Nhắn vào hai xô đi. Chúng ta sẽ dùng hệ thuật và dùng Barry. Mày không đánh tao, tao đánh mày. Tao quay. Ai, và nó khó nhiều quá.
tâm mình đang là thì mình mà quá thôi chết thằng cu tao quá chết thằng lồn xanh đây tao tao đang đùa kia không làm gì đó ma thuật mình cũng ma thuật rồi thể thuật đi Dragon Way 1 năm là 5 mày ngu à anh chạy quý đợi chút hơi thở cuối cùng cả đến cuối cùng anh ấy vẫn vô dụng và nhờ ngôi nhà bánh kẹo sẽ thuộc về mình à ha à. Cười mày ngu không ạ à? Harry mày đánh tập họ đã đến đây clip rồi hả à, đè cái rồi ủa mà dùng thế thôi Barry liệt công lại bằng chó này mày hả ố ủa đánh nó đánh xuyên không à ủa nó đánh xuyên ái mừng kìa đầu của đội đã chiến thắng 12.000 linh hồn được tìm thấy cổ tức Hansel and Gretel được tìm thấy linh hồn đỏ và linh hồn lan được tìm thấy ai đấy Dorothy tạo là ai chuyện gì đã xảy ra với lũng góc bên dưới à, không biết à tạo giết chúng đúng chứ và không quan tâm còn chả biết chúng là ai wow chúng khá đáng thương nên ta lại để chúng vui đùa họ thích chờ đến để lúc chết mà ra không có gì khác ở đâu nữa còn có thứ gì đó khá thú vị hãy để ta xem quyển sách đó một lúc Dorothy nói cuốn sách đã bị rơi vào tay bọn ấy vào một thời gian trước đây Dorothy ta thấy rồi trông như những câu chuyện cổ tích cho trẻ con nhưng chúng thực ra là sách phép phức tạp đến mức ngay cả ta cũng không thể sử dụng nó những thứ được chị Hồ sẽ quay trở lại cuốn sách sau khi bị đánh bại dù sao thì ta cũng chưa từng nghe về việc chị Hồ quái quạt trái là sao trong mọi trường hợp người chị Hồ họ đều có ý đồ đen tối có thể đó là một trong những công chúa quỷ đồ thì trả lại sách còn cần gì ở ta tôi muốn đánh đế chế lụi ta giờ đã cậu là sắc sống phải không tử đồng đội cậu đã bị tiêu diệt không hiểu cậu cần gì ở đâu ở cái lâu đài quỷ dữ đó nhưng cậu nên quay nó đi cậu sẽ bị bắt và bị đối xử như đồ chơi không khác gì công chúa quỷ à sai vãi không tốt không ta sẽ không ngăn cản đâu nếu cậu muốn đi thử đi cầm lấy nó sẽ hữu dụng đấy nhiều có vạn năm à tôi hay trở thành học trò luôn học trò của ta được không cậu cũng có chút ma lực ta sẽ chỉ cho cậu bài học đầu tiên là nói trước và sẽ không nhẹ nhàng đó cậu đã sẵn sàng chưa ê thằng em mày em ngu ô được rồi mày đúng không buồn nhìn trêu chọc xuất hiện não hãy cho ta não người ơ cái này là buồn nhìn tìm kiếm kiến thức cho lobotomy này wow mày cháy trời ơi cháu ấy mày ngu não của Dorothy chỉ dễ vợ như bình thường hắn ta được không cũng có đọc nhầm chứ não của Dorothy chỉ giả vờ như bình thường hắn ta đã trở nên điên khùng từ rất lâu rồi quá từ hắn ta mày chết đi mà không thá được cái giáp sắt gì đấy con ngựa gì đấy con gì đấy
đầu thằng chắc đã xuất hiện một chút một ngày tốt lành. Chúng ta đang đi đâu? Đi phù hợp. Hôm nay trời đẹp, ngày mai sẽ nắng. Cưới cái thật tuyệt vời, đã đến giờ cuốc đất. Ru ngủ không bị ảnh hưởng, cuốc máu, cùng mẹ nó. Nó thuộc bố mai chịu hồi. Bùng. Hoặc không sát thương. Wow. Đúng rồi, cảm ơn. Trời, có một con chó này. Mày đợi tao đấy. Bố mày đang cấp rồi. Mày đợi đấy, đứng đó đi. Đợi tao tầm 1 phút thôi. Điều đợi xíu. Bố mày bước tới đây, bố mày đập mày. Đúng rồi. Bố mày sợ mày. Quyết định má nó. Tao xin phép gọi gọi ai ta? Tao xin gọi clip ra. À được xin nhờ liệt liệt clip máu không? Hồ máu cho mình đi. Đào. Quá. Không đau lắm. Nó đào đấy. Chết. Máu thuộc. Máu. Không nhiều lắm. Mai. À. Con này ngắn full rồi. Phục vũ. Nó đánh mình. Chó hả? Kỹ thuật. Fairy Den. Tăng tốc độ và tốc bắn. Thầu máu liên tục là 2 pha. Cho phép ta. Ăn đi. Kỹ thuật. Nó còn sốc quay. Điệt, clip đã chết. Mamma mia, very. Ô, đúng, ưu mẹ mày. Khó này. Mày ngu. Đau quá, tại sao lại đánh nhau? Có phải máu đang chảy ra, nước mắt không ngừng cay. Mình đang run sợ. Tao sẽ giết mày. Sẽ giết nó. Yeah. Ok, tao sợ mày quá. Nhìn đây, Harry. Mày quá gà. Để có mày giết luôn. Đầu tiên, ta xin chịu hồi clip. Kệ nó không sao cả. Ta dùng máu thuộc. Kệ thuộc. Fairy Den. Rồi bút bản thân của lên. Tiếp theo ta dùng gì nhỉ? Kệ thuộc. Chết là sao? Tăng công kích và tỷ lệ chiến mạng được bạn ơi, đây luôn. Và từ đó tao vật phẩm trang bị rồi quá không cần bố mà tấn công một khi cả năm họ nãy được quả luôn. Tao dùng Fairy Fresh để thuận hóa được cả hai của hai mình. Bảo thuật Solid Shot Mai chết. Đéo xấu xí nào ta. Đánh thường. Soul Arrow. Không xấu. Ta dùng Mary. Không, nó là sốc quay luôn. Để được mày gì cả. Ô tấn công. Mình đi bản thân mình. Đây thì mình dùng ma thuật đi. Không, mình tấn công. Nó vừa né rồi. Kế thuật Fairy Den. Úp. Nó chết mẹ rồi. Shit, không đủ đồ rồi. Tấn công không. Con này mạnh thế. Đào đấy. Ê hắn, mình không đùa nhưng mà hắn vừa ná máy đầu của mình đó rồi. Khó này.
Đánh quả nào rồi. Kỹ hả? Bật phẩm đi. Tôi gì? Trắng ta tiếp tục. Cánh tiên cho tốc độ. Bỏ bánh mì hồi. Đó. Giải độc à. Nó thổi dường. Bình lửa đi. Mai chết. Một hit. Đi, một đứa năm. Học phẩm có gì đá ma thuật hầu mana mỗi lượt rồi rồi nửa sông lạnh xem nào. Ui đau chưa mày chết không bị nữa mày chết không biết nằm nữa nhưng mà thắng chết rồi chết được cổ tích chắc bật cai đậu thần đã được tìm thấy. Bố mài chạy qua đáy búp bê sắc nhăn á, búp bê sắc nhăn chặt cào hả? Ủa quá cái gì cơ? Ủa nó không cho mình chơi luôn á, một hít năm vậy. Nếu phải một thiết là năm nghĩa. Để xem nào. Vượt qua sương mù. Mà có gì? Tôi không chịu nổi nó. Là ai cơ? Con nghĩa. Nó là ai rồi? Dragon Vorax xuất hiện. Oh. Ok. Ok ok. Mamma mia. Đầu tiên thì xin heal này tiếp đi. Một hit là nằm. Một hit là nằm. Yes. Ủa đa mày sao? Ồ. Quá. Cái này gì đây? Ví dụ bắt lợi ở cái game bằng nhân vật của mình. Tao à, nhầm rồi. Đau nha, đau nha. Oopsie. Học phẩm, bổ mày bổ máu. Giờ có học phẩm hồ sinh không nhỉ? Đá mà thuộc. Thế nó không nhiều không màu nhiều lắm nằm luôn. Ủa ai đấy? Hồn nữ Elizabeth à, rất vui được gặp anh có thể gọi tôi là Elizabeth. Tôi có thể chặt, tôi phải chặt mặt lắm mới có thể gặp bánh tới đây an toàn. Tuy nhiên trải nghiệm đó giống như được nhìn thấy nhập thực đối với tôi. Tôi nghĩ mình nên ở lại đây một thời gian. Bên cạnh đó, tôi có sở thích sưu tầm các linh hồn đa dạng. Nếu anh thích, anh có thể bán chúng cho anh. Và nếu anh đang nắm giữ một linh hồn đáng giá, hãy nói chuyện với tôi. Một bài tốt lành, có vẻ như thằng giữa tôi cũng linh hồn.
Ok. Tù mà đắt thế. Một cái 10.000 đó. Chắc được thì ưu tiên mua cái và để tăng tốc độ chạy nhanh. Đi xa nó xuống. Ok đi tiếp rồi. Nếu mà giết thì chờ bỏ cái bộ ông bố mà đập mình luôn. Mẹ. Ở dưới này có gì ta? Cái gì? Má à, sợ. Đập ngay 2 tiếng này nó vật nước. Fuck. Đúng rồi, sensor đâu? Ah fuck. Ah shit. Cái gì? What the fuck? Bro, má. Không nhá. Em từ khỏi đó nhìn gì em. Anh đang cậu máy. Wow. Bọng nhìn từ này. Không phải. Jesus. What the fuck. Cái gì? Má. Hư hỏng dâm tà biến thái. Cái gì coi. Chờ đã ăn dặn sao. Con ngựa đó. Một tí. Má chứ. Không thể lường chứ. Ai wow. Đi. Còn bạn một ba phòng thủ hứa hay. Ba phòng thủ hứa hay. Đi có. Anh làm cái gì? Đi xuống được. Ủa đầu xương này. Thợ sắt không tim xuất hiện. Ồ. Ai run sợ trước ta sự sống hữu cơ. Ta mình chắc là nhiệm vụ Dorothy chứ. Hả? Ủa mà giờ clip. Tao. Úp. Tao đây chắc chiều biến đi nghỉ. Đã công. Không cháy. Đó thôi, sâu đi chờ. Ủa đau ấy. Mày cháy. Mày ngu. Ủa, nguyết mặt ấy. Chúng mình cầm cố sống rồi. Phải tăng rồi tập bao nhá. Tiên này đúng chúng ta. Ủa cái nhà này, ủa con boss này. Ủa liệu xếp ra thôi. Ủa đánh đe, sợ. Ủa mà sợ à. Đánh luôn. Đấy, đi, vô, quốc nó, tát nó. Nhà Bremen. Ô, đúng nha, Bremen này. Sao mà đi học à? À, này một sớm thế. Lừa câm lặng, chó sắc nhăn, mèo mới học, gà quý phái. Hả? À? Apple, chỉ có clip. Đào, đào thế. Thế thôi, sắp quay. Báo thôi, à. Bị cuốc á. Có gì nghĩ đúng không?
Ủa dễ mà. Ủa nó dễ vãi luôn á. Ủa nó dễ vãi nồi luôn ấy. Ủa từ mình thích bỏ, mình bỏ lỡ gì à? Mình bỏ lỡ gì á? Con đấy khó lắm á. Con cừu này. Hello. Lạc đà alpaca đã xuất hiện. Ủa? Thế đó. Trắng mà nhất đã được tìm thấy. Có skin xương. Hello. Xin nhận hút máu. Nhận hút máu ngon. Nhận máu được chứ. Bắt phạm. Nhận bị cái. Nhận hải đăng. Mà biết cái này gì ngon cái này. Máu đi. Cái này. Bye. À, cảm ơn rất nhiều đã tới. Dùng full show quá. Thế anh làm rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tôi là Gu, thương nhân kém may mắn. Tôi bị bắt bởi những tên lợi bản thí và bị nhốt ở đây. Chúng có kế hoạch bán tôi cho công chúa quỷ. Yêu một cái thứ đồ đi. Tôi muốn trốn thoát trước khi nó sẽ đến. Gu bật đặt chiếc xích trói chặt hai chân của ta. Chủ xích từng trông sao dưới lòng đất. Ok, bye bye Kali. Đúng vậy, tôi không thể bay khi bị chó như vậy. Mặc dù là lợn nhưng chúng không ngu đâu. Anh chỉ ước tôi sẽ ra sao với cái này mà phải không? Cảm ơn, tìm cho tôi cái gì có để mở cái sức này. Tôi chưa thấy lũ lợn ngầm đai, nhưng có vẻ chúng sẽ sửa lại một chút nào đó. Cảm ơn, hãy nhanh lên, tôi sẽ trả ơn cho anh. Thế nào, anh để hai gì khó chưa? Lỗ bị đỡ hấu nhưng tướng mạo tôi đang ngặt căng treo sợi tóc, không có vẻ không giống. Còn giống như tôi đang tuyệt vọng khi ở đây, nó tìm nhanh lên. Mở chiếc sách có chịu có bảo năng. Ui, tôi tự do rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hãy nhận lái. Qua mặt xương. Sói à? Gân tạo. Thế thôi. Gọi vợ à không. Gọi clip. Gọi vợ ra đánh. Đây là con sói đang thịt những con dê nhỏ à. Hay là con đã ăn thịt bà ngoại. I don't know. Oh. Mít một cái lửa chạy à. À nó đây à. Ok. À vũ giấu kỹ thế. Cái bọn này giấu kỹ vãi à. Trừ một thì có bạn lăng. Gì đây? Sư tử hẹn nhát. Không, ai đó cứu tôi. Tự solo. Tự solo bằng né hết không được. Không trúng luôn mà.
Cô là vì hứng khổng à? Nó nái hết luôn á. Em gọi cái luôn đi. Rồi tự bố mày nái coi. Mày ngon mày nái. Được, mình vẫy chứ còn tự đánh mày chứ mày dễ mà. Đừng giết tôi con xin ngài. Không đánh nhau nữa. Đây bầu hả? Clip là tag gì? Clip luôn với tag gì nữa. Ai học trò về báo cáo. Có vẻ như đã tạo hoàn hành tốt lắm. Chúng là gì? Học trò cũ của ta. Chúng trở thành quái vật do màn xương. Ta xin lỗi vì đã cải trách nhiệm của mình lên cạo. Nói chuyện này khó xử quá. Dù sao thì đang một chút phần thưởng. Gì? Ta đâu buồn sao? Còn nói cái gì? Đồ học trò hơn. Là cái này nó vừa trải qua một cảnh hay đúng không? Ủa, mài quá. Mài không có cái tắc. Dù sao thì bài không có gì đến đây là kết thúc. Và học trò như cậu đã không còn gì để dạy nữa. Nếu cậu cần hãy gọi cho ta mọi lúc. Nếu chị Hầu chuyên tâm bất kỳ ai có khả năng để có thể sử dụng được đó. Được hiểu nhầm, ta chỉ muốn rằng học trò mình sẽ không làm mình xấu hổ. Đó không phải là vì ta lo cho cậu đâu, biết chưa? Ê, nhận được rê là máu, ôi, tên xâm đê rê là máu. Ta sẽ đi đến khu rừng thánh ngay bây giờ. Nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi gặp nhau ở đó. Ngươi là thứ gì? Chàng hỏi tiêu sứ Elixir. Ôi, 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 cái đợt mày. Tao. Thì biết. Ngươi đang làm gì? Chuẩn bị sát những mũi nhỏ thú lửa cho chuột ăn. Trong thị trấn thú nạn này thì nhà thờ chỉ bốn một thứ. Đủ tà giáo thậm chí vậy đã giết hại gia đình ta. Hả? Sao đấy? Ta phải trả thù. Thằng chết nhỏ bé của ta đang chẳng hợp thị trấn và quét sạch những đại phố vũ. Nếu đã đột sóc của tôi thì người hết ký biết Nelly không hề về phe LCB. Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Có khi ta phải tìm ra một phương quốc trục rồi trị vì nó như một vị vua. Tiệt, nó lùi spam luôn kìa. Mẹ chúng đọc thôi. Đúng rồi, ra. À, bye bye. Mời quá. Ô, một cô gái. Cái deep à. Nhanh lên, nhanh lên. Từ ấy vũ hội nhưng sương mù cản tôi. Wow. Wow. What the fuck? Ủa mày bố mày vừa lay mà. Ủa mày chưa chào mày một cái luôn ấy. Nào. Lộn skill rồi. Wood. What the fuck wood. Ồ, cứ tự là một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Đó là lại đàn ông. Là sao nhỉ? Elma và ngài là Doran đúng không? Elma bán gì ở đây? Nếu mà cần phải mua giúp em. Bán gì? Mình nhớ là bắn diêm rồi đi ra ngoài đường rồi đó. Bí mật học cái kẹo đi. Chào mừng hắn mua diêm sao? Ở về cha mẹ. Cái mẹ đi làm búa đen và sau đó nó quay trở lại. Mẹ và cha mang cổ rồi cha bỏ đi. Em thích ngay những câu chuyện buôn bán của cha rất nhiều.
Cha đang tìm kho báu ở đâu đó, thật tốt mấy ông máy tìm thái. Nó xả thủ rồi. Xét đi à. Mình xét. Wow, xếp đi, mình xếp xong rồi một comment đừng xếp. Lỡ xếp bà ơi. Diêm. Diêm. Độ xúc có tên kỳ lạ, hồn 3000 máu và mana, chỉ được sử dụng cho lúc chiến đấu. Wow, đủ giúp, buồn nhờ. Mua quá đi, ủng hộ đi. Mua cái ủng hộ. Không ta chắc đi đâu một cái đừng dùng quá mà đây có con chó này so đầu nó cho con chó đang muốn thu hút sự chú ý của bạn và mày nói gì? Alo, mày nói gì mày? Còn sao nữa mày? Má, cháu ngu điệt. Là sao? Mấy đứa chạy thì phi quá. Nó lọ. Alo, rồi, cắt đi. Chiếu luôn. Đợi béo gì? Đi đây. Đứa nào đây? Mình xếp game chiếu vậy. Vô nhà của sự thật. Nô lệ, làm ơn, tha thứ, thêm nữa, và ông sẽ xé tôi ra làm hai. Đứa à. Ồ, ảo thật. Tao lũ đàn bà cho nên vô dụng nhanh vậy. Bước một chỗ. Ngươi là tên quái này. Chỉ có kẻ ngốc muốn bước vào vòng của ta mà không nói gì. Thì ra ngươi chọc cái chết. Ừ, thì ra ngươi chọc cái chết. Dù kể ngươi còn là đàn ông, ta sẽ dắt ngươi bẹp trí. What the fuck? Rồi sợ vậy. Ta cho phép ngươi được quyền tôn thờ ta, hãy quỳ xuống, quỳ vì ta là luật lệ. Bố mày, chị hồi vợ ra, đắm nó. Tại sao tên kỳ cục này lại cởi chúng? Hả? À? À, nhìn kìa, ông ta cởi dù không biết xấu hổ. Vừa nói gì? Ta đang mặc bộ giáp. Mặc bộ giáp vĩ đại, không thể quá phá vỡ. Ông mua cởi dù xấu hổ quá. Ôi dồi. Nhằm luôn, là ta vĩ đại. Lớp bảo vệ của vua sắc đã bị tháo ra. Ôi quá, cái gì xảy ra đấy? Báo thù đi chờ bắn nó bùm điệt mà hai hết chết luôn à đi không ai chết luôn phá hết cả năm đậu gôn ra chiến thắng 30.000 linh hồn được tiền thái cổ thức bộ quần áo mới của hoàng đế được tiền thái linh hồn nam được tiền thái đóng quạt được tuyệt thái ở đứa chắc mình năng độ khó lên xíu nhờ mình không biết phải đơn xấu không cái hay rồi bọn dâm một cách độc ác cô ta đã chết thì có bọn năng kệ hả là sao? À, phòng phòng máy rồi. Hầu gái Victoria, ngài là ai? Ngài là bề tôi của nhà vua sao? Chứ thì bảo thân. Ngài,
Em chưa từng nghe về ngài, nhưng ngài sẽ không làm đau em đúng không? Em vui lắm. Em đã thấy cái chết của tất cả hầu gái khác. Cảm ơn ngài vì đã đánh bại nhà vua. Em chắc rằng mọi người sẽ được an nghỉ. Nó sẽ biến mất rồi. À, một ngày nọ, nhà vua bỗng nhiên xuất hiện, giết tôn vua Master và tự đăng quang thành người cai trị thị trấn. Bởi sự ích kỷ của ông ta, điều luật đã khiến thị trấn trở thành một nhà thổ. Ờ, nếu không dùng chuyện là sẽ cháy rồi. Má mới bảo sợ ba. Ok, mình sẽ không nói gì về việc các bạn sợ ba nhé. Ok, được. Làm đi đúng đấy. À không, đó không phải những gì đã xảy ra. Ông ta chính là Purple Master. Em xin lỗi, em đã quên mất điều gì đó. Xin lỗi, nó là khó nghe để nói, nhưng ngài có phiền cho em một ít linh hồn được không? Mà đừng hoang vãi. Các bạn sẽ đang có được phong nào không nào? Các bạn mà biết là mình đang chơi game ở một cái màn hình, một cái window game rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn. Window game cực kỳ nhỏ, vậy nên nhiều lúc mình không nhìn thấy đâu, mình là bị cản khá là xa, khá là cao nữa. Chỉ 1000 thôi, trời. Cảm ơn ngài rất nhiều, hơi bất tiện một chút nhưng ở đây có nhiều. Hả? Ôi không thể giải thích được em đó. Kiểm soát bị cực khói. Anh tự anh muốn phát kiệt anh. Ngàn. Em xin lỗi, em không muốn vậy, nhưng trong vô thức em chủ nhân linh hồn của ngài thật ngon lành. Jeez. Trộm kẹo á. Trộm kẹo. Em sẽ chịu trách nhiệm, làm ơn em, hãy để em phục vụ cho ngài trong suốt cuộc đời này. Em sẽ làm việc chăm chỉ. Em biết mọi người gọi em là vụ về và vô dụng, nhưng điều đó không đúng. Em, nhưng em chúc có thể phục vụ ngài vào buổi đêm, việc ngài sẽ chấp nhận em chứ? Ai biết đợt sau hỏi mình, sao bạn nhìn mình biết cái điều gì đâu. À, chuyện trả tiếp. Hoặc không. Bạn gặp là bỏ quái, lại đây một mình, quá là tàn nhẫn. Cảm ơn chủ nhân, hãy để em phục vụ ngài bằng tất cả khả năng. À, cái này xong rồi, cái này xong rồi. Vừa hay quá, em nói xong. Đối xử tốt với em chủ nhân thì ta mình không nghĩ là mình sẽ phù hợp với cái nghề lồng tiếng xí nào cả. Cái phần đêm mà giám hộ Osh, đàn ông bí hành với vật bây giờ nghe nó có tiên thánh nữ Catherine. Lát sau nhưng nhân vật chính là Lola, còn các gái là Angelic cùng hệ. <Còn mà. cười> Xin sự bình yên phụ nữ mà thật dễ chịu phải không? Tôi là Catherine đến từ Alexandria. Có lẽ như ngài đã nghe kể về tôi. Tôi khá là lạ lẫm với đất nước ngoài. Tôi là một trong 14 vị thánh của sự cứu rỗi, ngài biết không? Để tôi rất thành tâm muốn chia sẻ tờ răng của Chúa với ngài, nhưng bây giờ tôi rất vội, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau. Thật vì quen cái chiên á, bài chiên chích mà em. Nhưng mà quên, người đấy ngay thánh nữ Catherine. Đọc tên gì nhỉ, vừa đọc tên gì nhỉ? Catherine. Đọc mọi người ngay gì không? Tôi không ngay cả. Tôi không nhớ người vừa đọc gì. Tờ hồ sinh được chiên á. À, đẹp kìa. Giám hộ Pellier. Này, người trong phù hợp đấy. Thế nào, muốn gia nhập chứ? Hiểu. Đùa thôi. Tiểu thư, Ốc và ta được gắn kết với nhau. Không thể cho kẻ lạ mặt như ngươi vào được.
Ok. Khi go up một tiên này, mỗi lựa chọn đều phải được cân nhắc trước hoặc để tự chế tha thứ hay lên án mãi mãi, chỉ có anh mới thể đưa quyết định cuối cùng. Thì đây à, trời ngài, ngài đó, van xin ngài cứu tôi, không muốn độc cắn tôi, giờ tôi không thể di chuyển, hãy để cho tôi thảo dược giải độc và lá thảo dược không, tôi thấy như sắp chết rồi. Để cho tôi được cứu rồi, ngài một người tốt, tôi mong ngài sống thọ hạnh phúc. Ok nha, được bạn nhé. Thật lần ơi hãy nhận lái, ta đánh gì tôi chết được. Wow, ngầu đấy. Tôi đoán là giờ chúng ở khắp mọi nơi. Tôi đợi đến hai cái cơ thể tự đai đến khi quả hơn vào trạng đặc biệt. Người được nha, về sơ. Còn gì ở đây nữa ha? Đi đi rút đồ xíu. Có boss này. Đúng nhỉ? Xếp game, xếp game. Xếp game đánh, đánh thử. Để người mình đánh. Mày đang đợi mày đánh nhỉ? Ok, không ai trả lời cho mọi người đánh nhé. Đây. Đây là con rồng à? Mà sợ à? Behemoth á? Wow, nhạc kiếm, ui. Đào, đào, thôi, bình tĩnh rồi. Kỹ thuật, ta dùng bó thuật ta chỉ thôi, tôi có thi đó. Ok, giờ đánh rồi. Bó thuật, ôi nhiều đi. Phải lấy xíu xíu. Kỹ thuật, Faridan. Ba thế thôi, không làm gì cả. Fuck, đặt thuế. Tải à, banana luôn. Bực nhở. Đào 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 đường dừng. Chết chết luôn hả? Wow. Lại lần cuối, ok.
dùng đá ma thuật đó. Hả? À, dùng gì cơ? Năm mươi một nghìn sơ đóng quặc được tìm thấy, nhựa thồng thang được tìm thấy. Đây ở đây cho cốt của chim ngon. Ở đây ngươi là ai? Hiệp sĩ thỏ. Và tấm tên phóng đó là quay trở lại, không còn cánh cửa nào bị khó trên đường ra đúng chứ. Cuối cùng ta cũng đã được giải thoát. Tên ta là Elmiris, đến từ Andor. À, tôi đang tìm kiếm bóng ma ở đất nước ngoài. Trên đường đi tôi gặp một đội với một đại hiệp sĩ rất đẹp, hắn đã phản bội tôi. Nhưng cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi bị biến thành một con quái vật lớn nhất. Đây hắn là Adaman. Hả? Adaman á? Tên cào kích đó rất sức giết người. Ừ thì cả hai ta đều đã giết người trước đó, nhưng ít ra chúng ta giết người để cứu thế giới. Đừng để miệng lưỡi của hắn đánh lừa anh. Ồ, cùng lắm thì chết, sao cả. Vì mình mà công việc xấu xí xuất hiện. Mùi chiến chặt vị ngọt của máu hoặc lọc lại. Ok, chúc mọi ngon em đợi nhá. Mã gần đi luôn mà, sợ thật. Ngại quá. Ta là người hiểu. Ok, yes sir. Nó đi mình check mãi rồi. Yes, chiến thắng. Cái gì?